Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Hôm nay tiếp tục bán giống cây tùng La Hán nha bạn. Tùng La Hán hay còn gọi là miền Nam còn gọi là vạn niên tùng nha. Tùng này tùng bông nha bạn. Hàng này là hàng chiếc cành. Đó, nay chiếc cành sống khỏe rồi nha. Chiều cao thì nó cao từ 1m đến 1m2 nha. 1m đến 1m2. Cái nhánh thì nó cỡ ngón đây. Cỡ ngón tay cái của em nha. Đó, rễ rất là nhiều à. Nè, rễ lú ra khỏi bầu luôn. Sống khỏe rồi nha anh em. Hổm thì có rất nhiều anh em hỏi nhưng mà hổm thì đang vô bầu, đang dâm vô bầu chưa có bán được nha. Nay nó rễ sống khỏe rồi nên nay giao lưu với anh em nha. Đó, cây nó cao, chiều cao thì 1m đến 1m2 nha anh em. Giá 100k một cây nha. 10 cây trở lên em bao ship toàn quốc. Đó, 100k một cây nha. Đó. Cây thì ra rễ ổn định rồi, cực kỳ xanh tốt luôn. Đó, cái lô này quá trời đẹp luôn nha anh em. Đó. Anh em có nhu cầu cứ alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979582872 nha, Zalo, Facebook số đó luôn. Nó ship toàn quốc được hết luôn nha anh em. Chiều cao nhắc lại là chiều cao là từ 1m đến 1m2 nha. Cây ra rễ sống khỏe vô bầu rồi. Em bao ship từ 10 cây trở lên. Còn anh em mua dưới 10 cây thì anh em trả phí ship nha. Đó, anh em xem thấy hay cho em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha anh em. Rồi, chào tất cả anh em.